Chào quý vị, trở lại chương trình Trực Chuyện TV. Cùng với cái sự phát triển rất là vũ bão của mạng xã hội cũng như là mạng Internet, thì nó đã mang lại cái lợi ích rất là lớn cho người tiêu dùng. Chúng ta thấy rằng từ hàng loạt những cái thông tin quá nhiều, một cái biển trời thông tin như vậy, và được trao đổi và nhiều người có thể tiếp cận với nhau, được giao lưu với nhau. Cái lợi ích của nó thì ai cũng đã thấy rồi, vô cùng vô tận. Tuy nhiên đó thì bên cạnh đó vẫn có những cái điều mà người ta thấy rằng nhiều kẻ đã lợi dụng vào cái sự phát triển mạnh của mạng xã hội để mà gây án, để mà gây rối, để mà tung những cái thông tin giả, những cái thông tin bịa đặt và gây tác hại rất là lớn cho xã hội. Ví dụ như là đối với những người trẻ đó, hay là giới mà trẻ em thì lại càng rất là nguy hiểm, bởi vì nó không biết đâu là tin thật, tin giả, rồi cái sự tiếp cận, cái sự sàng lọc thông tin có khi nó lại khó khăn. Và cần rất là cần những cái sự ngăn chặn, những cái sự sàng lọc, và những cái điều đó đó nó đã tạo ra cho cái nhiều cái quốc gia, nhiều khu vực trên thế giới phải có những cái quy định để mà sàng lọc những cái thông tin, để mà kiểm soát những cái cơ quan gọi là cơ quan truyền thông, những cái gã gọi là khổng lồ về các cái công nghệ. Gã khổng lồ công nghệ thì bây giờ phát triển rất là mạnh rồi, chúng ta đã thấy rồi. Và thời gian gần đây cũng vậy, đối với Việt Nam thì sự phát triển Internet hay phát triển mà gọi là công nghệ đó thì nó cũng rất là vũ bão. Người ta tính rằng đối với người dân Việt Nam hình như là sử dụng các cái tài khoản mạng xã hội là thuộc hạng cũng là hạng nhiều nhất của thế giới. Có hàng khoảng chừng 6-70 triệu người là đã có những cái tài khoản mạng xã hội. Và người Việt Nam thì trong cái tuổi mà tuổi lao động thì đa phần là có cái điện thoại ở trong tay hết, ít nhất là một cái, có những người có 2-3 cái nữa. Thì Việt Nam cũng đã sớm có những cái quy định về quản lý cái mạng, tức là luật an ninh mạng, rồi những cái luật về sử dụng internet, sử dụng mạng viễn thông, và có những hình thức xử phạt, hình thức chế tài rất là rõ ràng. Ngay cả đối với các cái công ty, những cái công ty là những cái gã khổng lồ đó, những cái gã mà thuộc về công nghệ, khi mà đi vào thị trường của Việt Nam cũng phải chịu cái sự kiểm soát và phải có một sự phối hợp với Việt Nam để mà giúp cho cái việc mà thực thi pháp luật ở Việt Nam nó được nghiêm chỉnh. Và khi Việt Nam đưa ra những cái luật như vậy, thì luật an ninh mạng hay là có những cái việc quản lý chặt chẽ về cái nền tảng của mạng xã hội, thì những cái kẻ chống phá hay là những cái kẻ mà họ gọi là dân chủ cũi đó lúc nào cũng nói rằng là Việt Nam là vi phạm dân chủ nhân quyền, phải để cho người ta có cái quyền tự do phát biểu, tự do ngôn luận và nền tảng mạng xã hội là không được ngăn chặn. Hoặc là khi Việt Nam ra những cái quy định như vậy và có một sự hợp tác của những cái ông khổng lồ, những cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook, như là Twitter, như là Google, hay là hàng loạt những cái nền tảng mạng xã hội khác, thì có nhiều cái sự chỉ trích. Họ nói rằng những cái công ty đó làm coi như là phải hèn hạ, hay là đúng hơn là phải phục tùng chính quyền của Việt Nam, phục tùng luật pháp của Việt Nam, cũng vì để mà muốn đi vào trong Việt Nam, để mà muốn hoạt động ở trong Việt Nam, muốn vì những cái là tiền lời sinh lợi ở trong Việt Nam thông qua cái nền tảng đó. Thì chúng ta thấy rằng ngay tại thị trường của Việt Nam có 100 triệu dân, và những cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook, như là Twitter, như là YouTube, hay là đã tạo ra những cái thu nhập rất là lớn. Người ta tính rằng có cả tỷ Mỹ Kim hàng năm là từ cái thị trường Việt Nam. Và chính vì cái điều này là một cái thị trường rất là béo bở. Và cái thị trường này thì rõ ràng là mỗi nước bây giờ họ có những cái quy định rất là riêng và cần phải có cái sự tuân thủ. Những cái ông khổng lồ về cái nền tảng mạng xã hội mà quốc tịch của Hoa Kỳ đó, thì họ bây giờ họ vẫn còn rất là tiếc nuối khi mà họ đã không thể đi vào Trung Quốc được. Họ đã bị Trung Quốc đá ra khỏi cái thị trường, để mà Trung Quốc bây giờ họ xây dựng những cái gã khổng lồ riêng của họ, những cái nền tảng hoàn toàn riêng biệt, không có sử dụng, ví dụ như YouTube, như là Facebook, như là Google, là cũng không thể đi vào Trung Quốc được. Và một cái phần của thế giới lên tới 1,5 tỷ dân đã không có sử dụng những cái cách đó. Chính vì vậy họ mất tiền rất là nhiều. Cho nên thì sau này đó, có thể nói là cùng cái sự phát triển quá mạnh đi, nó có đa dạng những cái công nghệ, do đó thì gần như nước nào họ cũng có quy định về cái vấn đề quản lý an ninh mạng.
và khống chế các cái anh đại truyền thông như thế này, khống chế mấy cái anh gọi là đại công nghệ như thế này để mà quản lý xã hội theo một cái trật tự. Và vừa rồi đó thì chúng ta nhớ hồi năm 2022, cũng hình như là khoảng chừng tháng 9, tháng 10 gì đó, thì ở châu Âu, Liên hiệp châu Âu người ta cũng đã thông qua một cái đạo luật. Và cái đạo luật này thì sẽ có hiệu lực vào tháng 9 tới đây, tức nghĩa là hết tháng 8 này thì chính thức sẽ có hiệu lực. Đó là cái đạo luật gọi là đạo luật kỹ thuật số, mang cái viết tắt á, là DSA, tức nghe là DSA đó. Thì cái đạo luật này của Liên minh châu Âu sẽ được đánh giá là sẽ tác động rất là mạnh đối với các cái gã khổng lồ về truyền thông hiện giờ đang đặt hoặc là đang hoạt động ở tại cái thị trường của châu Âu. Trong đó thì các cái đại khổng lồ thì đa phần là đến từ Mỹ, chúng ta thấy rất là rõ rồi. Thí dụ như những cái nền tảng á, người ta tính rằng Euro đó, người ta đã ở châu Âu đó, người ta đã tính đến là 19 các cái nền tảng gọi là trực tuyến, và những cái công cụ tìm kiếm phải tuân thủ các cái nguyên tắc nghiêm ngặt của cái đạo luật này. Cái đạo luật DSA này sẽ chính thức có hiệu lực và thực thi ngay lập tức từ khoảng chừng là đầu tháng 9 này, tức là 1 tháng 9. Thì 19 các cái nền tảng mạng xã hội đó là AliExpress, rồi Amazon Store, rồi Apple Store, rồi Bing, rồi Booking.com, rồi Facebook, Google Play, Google Maps, Google Search and Google Juno, và các cái nền tảng trực tuyến công cụ khác nhằm trong cái danh sách gọi là có hơn 45 triệu người mà dùng mỗi tháng ở ở châu Âu, và tương đương với khoảng là 10% dân số của châu Âu, tức là dân số của châu Âu người ta tính cũng khoảng 400 mấy chục triệu người đó. Thì cái đạo luật này đó nó yêu cầu các cái công ty phải có những cái biện pháp chặt chẽ hơn, phối hợp với châu Âu để mà quản lý hay là tiến hành ngăn chặn những cái rủi ro, để mà cái bên thứ ba đó độc lập có thể tiến hành kiểm tra và chia sẻ các cái dữ liệu với các cơ quan chức năng và các cái nhà nghiên cứu. Tức nghĩa là khi mà cơ quan chức năng, khi mà có những cái lệnh của tòa hay là lệnh của các chính phủ đó, thì những cái ông lớn này cũng phải có những cái sự chia sẻ, cũng có sự phối hợp để mà điều tra, để mà truy tìm, để mà trao đổi những cái thông tin như vậy, và hoặc là để ngăn chặn chẳng hạn. Thì theo cái đạo luật DSA này thì các cái dịch vụ truyền thông xã hội và các cái công cụ tìm kiếm lớn á phải gỡ bỏ các cái nội dung gọi là vi phạm quy định của đạo luật hoặc là bị chính phủ các cái quốc gia họ coi rằng đó là bất hợp pháp. Ví dụ các quốc gia ở trong châu Âu họ coi là cái điều đó là không được. Chắc chắn rồi, không thể là lên nền tảng mạng xã hội mà tự nhiên nói một cái điều gì đó, giống như là hiện giờ chúng ta thấy nè, có những cái kẻ mà họ chống cộng ở bên Đức đó, những cái thằng đài thằng điếc gì đó là bắt đầu là nó lên, nó thằng Hiếu thì nó mắc ma gì, nó mất công, nó lên nó chỉ hô hướng cho cái này, nó chỉa xói cái kia, hoặc là xúi giục cái nọ, kích động cái khác chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều đó mà nó tác động mà quốc gia nào đó mà người ta cho rằng, ví dụ như Việt Nam đây xác định rằng là cái điều đó là cái điều nguy hại, cái đó là cái điều gọi là bất hợp pháp, đó là cái điều mà vi phạm pháp luật hình sự của Việt Nam, thì chắc chắn rằng là sẽ tác động để mà yêu cầu. Thì dĩ nhiên cái đạo luật DSA này nó chỉ có hiệu lực ở trong châu Âu, và đối với các cái thành viên ở trong cái khối châu Âu họ có được quyền như vậy. Và châu Âu đó thì lúc nào họ cũng cho rằng họ là cựu lục địa, là một cái khu vực mà thông minh sớm của thế giới, và họ lúc nào cũng muốn làm đầu tàu. Và hiện giờ thì họ xây dựng cái luật mà DSA này mà thực hiện trong thời gian tới. Và những người mà hoạch định các cái chiến lược á, của cái luật pháp này thì họ cho rằng nếu mà DSA thành công thì đó sẽ là một cái giống như một cái luật mẫu, đó cũng giống như là một cái kim chỉ nam để mà cho các cái nơi khác trên thế giới sẽ tiếp tục theo đó để mà học hỏi. Bởi vì khi mà có luật DSA này đưa ra thì các cái đại truyền thông, đại công nghệ phải tuân theo. Thí dụ như ngay cả Facebook, kể cả Twitter, kể cả
Google, tất cả các thứ thì đều, ngay cả Amazon cũng phải là thay đổi, tức nghĩa là họ phải mướn thêm người để mà kiểm soát những cái thông tin, rồi mướn thêm người để mà quản lý rủi ro, mướn thêm người để mà tăng cường những cái dịch vụ để mà đáp ứng theo các cái yêu cầu của luật pháp mà châu Âu họ đưa ra, cụ thể như là cái đạo luật DSA. Thì nói đến cái điều này thì nhiều người họ cho rằng đó là một bước lùi của cái châu Âu, một cái xứ sở gọi là dân chủ nhân quyền, gọi là tự do ngôn luận. Và như vậy thì có phải là cản trở cái quá trình phát triển của con người ở bên châu Âu hay không? Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là đối với cái đạo luật DSA này nè, những cái kẻ mà gọi là dân chủ cùi ở châu Âu, nhất là những dân chủ cùi gốc Việt đó, thì gần như nó câm nín, nó chả bây giờ nó dám nói hết, bởi vì đó là đất mẹ của tụi nó, đó là coi như là quan thầy của tụi nó đâu dám nói đâu. Đó thằng Hiếu, thằng gì đó, thằng Đại, thằng gì Khoa, Khuyết gì có bao giờ nó dám nói cái đạo luật này, nó dám nói chê bai, nó dám là tại sao khống chế, tại sao nó không đi biểu tình đi, tại sao nó không coi như là phản đối dữ dội đi. Trong khi đó mà khi mà ở Việt Nam nói luật an ninh mạng thì nó xúi giục người khác đi xuống đường, rồi xúi giục người khác đi chống lại cái luật an ninh mạng, trong khi nó chưa biết cái luật an ninh mạng là thế nào, thậm chí nó chưa đọc nữa. Đến cuối cùng thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy không, có luật an ninh mạng rồi, có những cái luật quản lý về internet, quản lý về viễn thông các thứ, nhưng mà cuối cùng thì sao, hiện giờ cái xã hội, hiện giờ những cái hoạt náo ở trên mạng xã hội cũng quá nhộn nhịp, quá dữ dội, cũng đã có những cái người họ tung tin giả tràn lan, thậm chí là họ tấn công với nhau, nhục mạ nhau trên mạng xã hội, cơ quan chức năng thậm chí còn không giải quyết kịp nữa, không giải quyết hết nữa, mà người ta khiếu nại tố cáo có khi phải chậm trễ nữa, bởi vì có luật rồi đó, có những cái quy định rồi mà nó vẫn náo loạn như vậy. Chứ đừng có nói chi mà không có luật thì không có biết rằng họ là sống ở nơi đâu, và họ cho rằng là không cần những cái luật lệ như vậy, trong khi chúng ta thấy rất là rõ hôm nay châu Âu thì không phải có cần cái luật rồi. Cái luật DSA này thì sẽ có hiệu lực, và tới đây thì phải phải làm rất là nhiều thứ. Thì cụ thể đó, có thể nói là cái đạo luật này yêu cầu các công ty phải chia sẻ chi tiết về cái thuật toán điều hướng các cái nội dung với các cơ quan quản lý. Tức nghĩa là sao, giống như cái kiểu ở trong Việt Nam thì Việt Nam cũng đã quy định là các cái công ty phải mở các cái máy chủ ở trong Việt Nam chẳng hạn, để mà người ta có thể trao đổi với nhau để mà nắm được các cái thuật toán mà những cái điều hướng các cái nội dung đó như thế nào. Rồi cơ quan mà quản lý đó, người ta phải biết được cái chuyện đó. Chứ không thể anh nói là úp úp mở mở rồi anh không có kiểm soát được cái luồng những cái thông tin, anh xử lý làm sao, anh ăn cắp những cái thông tin dữ liệu cá nhân của người ta như thế nào, phát tán nó ra làm sao, vi phạm những cái nhân quyền ra làm sao, vi phạm cái quyền riêng tư, rồi vi phạm ví dụ như bí mật quốc gia hay các thứ như thế nào. Cho nên thì chúng ta thấy rằng nếu mà không tuân thủ theo cái đạo luật DSA này đó, thì các công ty công nghệ lớn sẽ phải đối mặt với cái khoản mà gọi là bị phạt rất là nặng nề. Cụ thể như là ở châu Âu đó, họ nói là cái tiền phạt có thể lên tới 6% doanh thu hàng năm mà trên toàn cầu. Tức nghĩa rằng một cái công ty, ví dụ như Facebook chẳng hạn, thì mặc dù là cái sai phạm ở bên châu Âu, nhưng người ta có thể phạt đến 6% cái doanh thu của Facebook ở trên toàn cầu. Cái doanh thu nha, chứ không phải là cái lợi nhuận. Chúng ta thấy rằng rất là rõ ràng, tức là anh thu lượt về bao nhiêu thì người ta tính 6% trên đó. Còn bây giờ trong thu được được bao nhiêu, anh chi phí cái chuyện đó của anh, nhưng mà tôi biết anh doanh thu, tức là anh thu vào bao nhiêu là chúng tôi đánh 6% trên đó. Và coi như là thậm chí đó là nếu cái hành vi gọi là vi phạm đó mà tiếp tục tái diễn nhiều lần thì cái dịch vụ đó có thể bị cấm vĩnh viễn ở tại châu Âu. Ví dụ như là YouTube chẳng hạn kêu anh thực hiện những cái biện pháp theo như là quy định của DSA mà anh không tuân thủ, kêu anh gỡ bài mà anh không gỡ chẳng hạn, thì chắc chắn rằng là YouTube sẽ bị phạt, và nặng hơn nữa là cấm luôn, không cho hoạt động ở trong cái nền tảng, ở trong cái khu vực của châu Âu nữa. Thì đây là một cái luật có thể nói rằng rất là khắt khe, phải nói rằng nó ảnh hưởng rất là lớn đối với các cái gọi là đại công nghệ, mà đại công nghệ hồi trước thì rất là tự hào, lớn tiếng các thứ. Nhưng mà trước cái đạo luật này trong một năm trời để mà chuẩn bị
thì có thể nói là các anh lớn, ngay cả như anh Elon Musk, anh Twitter, rồi coi như là từ anh Facebook, rồi Google, tất cả các anh Amazon cũng vậy, tất cả các anh đều xếp dê hết và coi như là tuân thủ hết. Anh nào cũng nói rằng là mình đang thực hiện các cái biện pháp và đang mướn thêm người, đang tuyển chọn, đang thay đổi công nghệ, thay đổi về cách quản lý để làm sao đáp ứng đầy đủ và chặt chẽ cái đạo luật DSA. Chúng ta thấy không, đúng không, rất là rõ không? Các cái công ty này đó, họ cũng hoạt động, họ kiếm tiền và dĩ nhiên là họ đưa ra những cái tiêu chí, thì đúng là có những cái tiêu chí thật, nhưng mà tiêu chí nó phải phù hợp với từng cái vùng, từng cái quốc gia, từng cái lãnh thổ và từng cái khu vực, chứ không có cái chuyện mà gọi là đi sang Việt Nam thì bây giờ Việt Nam phải để cho Facebook nói như vậy, nó lên nó tuyên truyền chống cộng, thiên quyền lật đổ, tuyên truyền khủng bố hay tuyên truyền làm cái gì cũng được, rồi suối trẻ ăn gà cũng được, như vậy là không được. Tất cả những cái điều đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng là đến ngày hôm nay cần phải có cái sự bảo vệ chặt chẽ, cần có một cái môi trường giáo dục, một cái môi trường lành mạnh ở trên hệ thống internet. Ở Việt Nam cũng phải vậy thôi, Trung Quốc thì còn chặt chẽ hơn. Trung Quốc thì quá khắt khe rồi, và Trung Quốc rất là khép kín theo cái kiểu rằng họ tự xài cái đồ của họ, họ không cho để mà tiếp cận với những cái thông tin bên ngoài, khỏi khỏi mất công ảnh hưởng. Người trong Trung Quốc không thể nào mở YouTube ra để mà coi được ở những cái gì chia sẻ trên YouTube, mà họ hễ mở những cái nền tảng của họ thôi, rồi ngay cả ở trên Facebook cũng vậy, họ không sử dụng để lấy cái gì mà họ tiếp cận với cái độc hại. Còn ở trong nước thì họ dễ dàng để mà khống chế, dễ dàng để mà yêu cầu gỡ bỏ hay dễ dàng xử phạt, bởi vì đó là những cái công ty của Trung Quốc. Trong khi đó thì bây giờ các cái công ty của ngoại quốc đó, công ty giống như của Mỹ, của Nhật, của Mỹ, của châu Âu các thứ, thì bây giờ muốn tồn tại và muốn phát triển ở trong cái khu vực nào phải tuân thủ cái luật đó. Ví dụ như Việt Nam có luật an ninh mạng, và anh chấp nhận thì anh hoạt động, anh không chấp nhận thì chúng tôi xử phạt, và đã quy định rất là rõ. Chúng ta thấy là thời gian vừa qua có cái nghị định 53 cách đây 2 năm khi mà sửa đổi đó, thì cũng nói rất là rõ trong đó, nào là thời hạn yêu cầu rút gỡ bài như thế nào, trong vòng mấy mấy chục tiếng, trong vòng 1 2 ngày gì đó, nó có luật lệ hết. Và có thể nói rằng đó, cái việc mà thời đại công tin phát triển mạnh như hiện giờ, thì cái việc mà thông tin sai lệch hay là chưa kiểm chứng hoặc là gây hiểu lầm đó, nó xuất hiện tràn lan và đầy nhóc ở trên mạng xã hội. Có thể nói là nó làm cho anh ở trên các cái công cụ tìm kiếm đó, biết rồi có nhiều người mà họ nhiều khi mà họ không có đủ bản lĩnh, họ rất là khó, hoặc là thiếu kiến thức, thì nhiều khi rất là khó để mà biết được đâu là thông tin thật, đâu là thông tin giả. Và cái điều này nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với những cái người tiêu dùng, và đặc biệt là đối với trẻ em và thiếu niên. Thiếu niên thì lúc nào cũng hiếu cầu, hiếu kỳ, cũng rất là muốn để mà học hỏi, nhưng mà đi vào những cái thông tin bậy bạ. Nói về những thông tin, những nhân vật lịch sử thì có những cái thông tin nó viết bậy bạ trên đó, và khi mà nó lỡ mà nó là dẫn vào những cái đường link như vậy, nó đọc những thông tin bậy bạ, nói về Thế chiến thứ hai, thứ nhất gì, nó nói về sự kiện này, sự kiện kia, khi nó sai hoặc là tạo dựng và nó chỉ trích, nó nói tầm bậy, làm ảnh hưởng, làm sai lệch về cái nhận thức của mấy cái đứa mà gọi là thanh thiếu niên. Rồi đó là chưa nói nó những cái thông tin mà nó xúi giục, nó kích động, rồi nó gây ra những hận thù gì đó, hoặc là nó dụ dỗ người ta đi vào phe nhóm, hay là về vấn đề một cái tôn giáo bậy bạ nào đó. Thì có thể nói rằng đó là một cái đòi hỏi mà chính phủ các nước trên thế giới hiện giờ họ đưa ra những cái biện pháp, và những cái biện pháp này gọi là những biện pháp phù hợp nhất để mà cái không gian mạng hay là cái hệ thống internet đó được an toàn hơn, hay chúng ta thường hay gọi là luật an ninh mạng đó. Đối với Việt Nam là luật an ninh mạng, thực ra nước nào cũng có, ngay cả Nga, ngay cả Mỹ, ngay cả nào, người ta cũng có những quy định về luật an ninh mạng. Thì có thể nói rằng cái tờ báo mà Wall Street Journal của Hoa Kỳ đó đã từng nhận định rằng cái đạo luật DSA này là một cái đạo luật mà có những cái quy định kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, và đây là một cái bước đi có thể nói rằng rất là quyết liệt, rất là quyết tâm và rất là mạnh bạo của cái khối châu Âu, bởi vì khối châu Âu đã đến lúc cần phải quản lý chặt lại.
Cái nữa là châu Âu họ không muốn là thua Mỹ, họ không muốn rằng đó là họ đi sau, và họ vẫn nói là họ là nhân văn với một cái xứ sở, một cái khu vực mà gọi là xây dựng pháp luật có cái truyền thống, và họ vẫn đi đầu trong cái việc mà quản lý an ninh mạng, và họ cũng muốn rằng những cái DSA này của họ sẽ là một cái kim chỉ nam, sẽ là một cái luật mẫu cho các khu vực khác để mà làm, và họ muốn khống chế các cái công ty. Đa phần là những cái công ty mà đại ca trong cái mảng truyền thông này, cái mảng gọi là công nghệ lớn này thì đa phần là của Mỹ không. Google cũng của Mỹ, Facebook cũng của Mỹ, rồi ngay cả cái Amazon cũng là của Mỹ, YouTube thì cũng của Mỹ rồi, chúng ta thấy rất là rõ rồi. Tất cả, rồi Google, rồi tất cả những cái công ty đại loại như vậy, thì chúng ta thấy rằng đó bây giờ là châu Âu họ làm rất là chặt chẽ. Và cái điều này đó thì tờ Journal Wall Street người ta đánh giá rằng đây là một cuộc đại tu lớn nhất, cái cuộc đại tu, một cái cuộc sửa đổi đó lớn nhất trong cách tiếp cận cái phương Tây đối với các cái nội dung trực tuyến. Và cái điều này cũng sẽ tái thiết, tái lập lại cái nhiệm vụ của các cái gã khổng lồ trong cái công nghệ mới hiện nay. Tất cả các cái anh khổng lồ, từ anh Elon Musk của Twitter cho đến coi như là chủ của Facebook, chủ của Amazon gì hay Google gì, đều lên tiếng hết, đều lên tiếng là chúng tôi chấp hành, chấp hành, chấp hành, mà chúng tôi đang thực hiện, mướn thêm người, chúng tôi đang huấn luyện, chúng tôi đang làm đầy đủ hết, và đến ngày hôm nay thì coi như đã sẵn sàng rồi đó. Thì các quan chức của khối châu Âu thì người ta nhận định rằng một số các quy định của DSA thì tương đối rõ ràng. Tuy nhiên thì họ cũng thừa nhận là cái mức độ mà tuân thủ của các cái công ty đó có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong cái thời gian tới. Và trước khi có những cái quy định hiệu lực vào cuối tháng này, tức là khi mà chuẩn bị bước sang tháng 9 đó, thì châu Âu họ có đề xuất các cái công ty công nghệ làm cho phép thực hiện kiểm tra nhằm giúp họ có cái cơ hội khắc phục các cái vi phạm tiềm ẩn và tránh các cái nguy cơ phạt. Và thời gian vừa rồi thì cũng có nhiều cái công ty họ mời châu Âu đến để mà kiểm tra. Tức nghĩa là trong đó có cả Twitter, có cả Amazon, có cả Facebook cũng đã mời mời các anh đến trước. Tức là bây giờ công nghệ chúng tôi như vậy rồi, chúng tôi sửa chữa như vậy rồi, chúng tôi đảm bảo như vậy, thì bây giờ mấy anh đến kiểm tra đi, kiểm tra để mà coi coi chúng tôi đã tuân thủ chưa, và như vậy thì khi mà có phối hợp và cần có sự tác động qua lại như thế nào thì chúng tôi sẵn sàng đáp ứng. Và thậm chí là họ chủ động họ mời tới, ngay cả Twitter cũng đã mời tới, chúng ta thấy là TikTok cũng phải mời tới để mà xem cái công nghệ đó. Nên chúng ta mới thấy được rằng đó, đối với những cái nước bên châu Âu hay là bên Mỹ, nhiều khi ban hành một cái luật đó thì các cái công mấy cái ông đại gia các cái công nghệ này thì họ tuân thủ ngay lập tức, không tuân thủ thì đi chỗ khác, không có cho làm ăn, không có cho kiếm tiền. Ở Việt Nam cũng vậy, Việt Nam bây giờ ra những cái luật an ninh mạng, mấy cái anh đại ca đại kéo gì đó mà anh không tuân thủ thì anh khỏi, người dân Việt Nam là coi như là sử dụng nền tảng khác và đẩy anh ra khỏi cái thị trường Việt Nam, hoặc là xử phạt mấy anh không cho chơi nữa, hoặc là xử phạt. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng nhiều cái gọi là đại ca trong cái lĩnh vực mà kỹ thuật số như thế này đó, họ phải đặt máy chủ ở trong Việt Nam, họ phải phối hợp với Việt Nam, và hàng năm cũng phải gỡ bài, cũng phải phối hợp để mà trao đổi những thông tin với các cơ quan chức năng của Việt Nam để đáp ứng những cái nhiệm vụ, đáp ứng theo những cái yêu cầu mà luật pháp quy định. Và chúng ta thấy rằng theo dự kiến đó, thì có thể nói rằng bây giờ đó thì tới tháng 9 này thì nó bắt đầu nó đi vào, và người ta nói nhằm cái mục đích quan trọng nhất là tăng cường các cái biện pháp, cung cấp nhiều hơn nữa những cái sự mà gọi là nhiều cái sự bảo vệ và nhiều cái sự lựa chọn hơn cho cái trẻ em, cho cái người tiêu dùng, và đảm bảo rằng cái sự mà tăng cường tối đa cho cái việc bảo vệ trẻ em. Chúng ta thấy rất là kinh khủng chưa? Nghĩa là thông tin nó giả, thông tin nó loạn trên mạng xã hội như vậy.
và cần phải có những cái sự ngăn chặn. Thí dụ như vừa qua trong cái thời điểm mà có những cái nền người mà họ sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội, thí dụ trên Facebook, thí dụ như trên YouTube chẳng hạn, lên thì tấn công và chửi bới, thậm chí rằng là thí dụ như những người mà họ đưa ra những cái thông tin không thật chẳng hạn, thì hoàn toàn mang tính chất sai trái, và cơ quan chức năng hoặc là chính quyền của một quốc gia vẫn có thể yêu cầu người ta tháo bỏ những cái điều đó. Ở lực của DSA cũng thấy rõ là các nước trong cái khối mà cảm thấy rằng nó vi phạm thì vẫn có cái sự tác động, và người ta cũng sẽ tháo gỡ, người ta cũng phải có những cái biện pháp. Và thí dụ như đối với Việt Nam cũng vậy, có những kẻ mà họ ở bên ngoài Việt Nam đó thì họ thường hay chửi cộng sản, họ hay tung những cái thông tin bậy bạ, bịa đặt các thứ, làm đủ thứ trò. Và ở Việt Nam thì người ta vẫn có quyền để mà yêu cầu YouTube, yêu cầu Facebook hay là yêu cầu các cái nền tảng mạng xã hội người ta tháo bỏ, hay là người ta phải ngăn chặn những cái thông tin đó. Và vừa rồi cụ thể như là trường hợp của Nguyễn Văn Đài chẳng hạn, đưa những thông tin liên quan đến Đắk Lắk là bị cho rằng đó nó rất là sai, mang tính chất là tạo dựng, mang tính chất kích động gì đó. Và quả thật là YouTube khi mà có nhiều người họ báo cáo, khi có một sự khiếu nại gì đó thì rõ ràng người ta kiểm tra lại, người thấy đúng thì người ta tháo băng ngay lập tức, thậm chí người ta đánh sập luôn cái kênh đó, xóa sổ nó luôn đó. Tất cả những cái điều này thì trở thành một cái luật rồi. Và ngay tại châu Âu thì có cái luật DSA cũng không khác gì cái luật an ninh mạng Việt Nam. Mỗi nước đều có cái luật an ninh riêng hết, an ninh mạng, quản lý mạng hết. Đừng có nói anh nào giỏi bây giờ thoải mái cho cái hoạt động mạng xã hội, thoải mái đi. Tại sao bụm họng người ta, tại sao không chặn người ta? Ở Mỹ không chặn sao được? Ở Mỹ cũng chặn chứ. Ở Mỹ nó chặn, nó quy định rất là rõ ràng. Chúng ta thấy là cái thời ông Trump thôi, các cái công ty này nó đã từng bóp họng ông Trump như thế nào, đâu có cho ông Trump nói đâu. Ông Trump nói cái gì nó ngưng, nó xóa tài khoản, rồi nó khống chế, rồi nó gắn vào cho người ta những cái thẻ đó, là nào là đây là những cái thông tin có thể là sai, thông tin là bậy, thông tin bị đặt, thông tin lung tung hết, nói về một số các cái đề tài nó không cho nói, ví dụ như nói về Covid-19, nói về cuộc bầu cử, nói về ông Trump, nói về có khi mà nó cảm thấy rằng nó cần phải có những sự khống chế, nó lái người ta. Và ở Mỹ cũng vậy thôi, dĩ nhiên là nó không phải là thể hiện bằng luật, nhưng mà rõ ràng những cái kẻ khổng lồ này là những kẻ thường rất là làm tàn, có thể nói rằng họ cho rằng họ có cái quyền đó, và họ trùm khắp thiên hạ. Bây giờ thì các nước, các khu vực lần lượt phải có những gì kiểm soát. Và châu Âu nói để tôi lớn, tôi lớn nhất, tôi lâu dài nhất, và tôi là thông minh nhất, cho nên là tôi có ra cái bộ luật này. Nếu mà áp dụng thành công thì các nơi khác mấy anh lấy cái luật này về để mà áp dụng, châu Phi, châu Mỹ Latin, hay là ngay cả châu Á, hay là khu vực nào đó lấy về để mà áp dụng. Và cũng thông qua cái này thì các cái công ty, các cái đại công nghệ này họ cũng đáp ứng của châu Âu, và một khi đã đáp ứng những cái tiêu chuẩn châu Âu đúng như vậy rồi thì mai mốt mà cái luật này có đem sang các nước khác thì chúng tôi cũng đáp ứng luôn, bởi vì chúng tôi đã quen rồi, chúng tôi đã có một cái hệ thống như vậy rồi. Thì đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay, thì cho thấy rằng cái quản lý an ninh mạng là cái điều cần thiết. Quản lý an ninh mạng là cần phải tạo ra một cái môi trường trong lành ở trên mạng xã hội, không thể để mà những cái hoạt động hoạt hay hoạt náo mà nó chất là khiêu khích, mà nó chất là bạo lực, rồi mà nó chất là tung tin bịa đặt, rồi những cái thông tin sai lệch nó tạo dựng ra, nó để làm lung tung hết, rồi nó gây án trên mạng xã hội, hoặc là làm hại cho những cái người tiêu dùng, nhất là trẻ em. Và chúng ta sẽ trở lại với các bạn trong một chương trình tới. Còn hôm nay thì xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.